Nếu các bạn đã biết tới chiếc túi MotoWorp có tên là MDL0701 này rồi thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một loại túi có tên là MotoWorp MDL0714. Có thể tích là 30 lít, nó cũng giống như là dạng túi của kiểu như là tai chi. Bạn có thể để được rất là nhiều đồ trong một chuyến đi phượt, một chuyến hành trình của mình. Trong túi này nó có một cái phụ kiện khá là thú vị, đó chính là một sợi lưới ràng. Thì sợi lưới ràng này nó sẽ giúp cho các bạn là móc phía bên ngoài vào các vị trí nó như thế này, hai bên hông. Nhưng mà khi bạn gắn thêm một cái lưới á, bạn có thể để được những cái phụ kiện, đồ, thậm chí là bỏ được một chiếc mũ full face. Mình thấy là cái túi này á, bạn đeo cực kỳ là phù hợp cho một chuyến đi dạng như là đi phượt của mình. Mình cũng là một trong những là nhà phân phối đầu tiên nhập cái loại túi này về. Ngăn kéo này chúng ta có thể bỏ đồ và nó hoàn toàn là chống nước. Tự nhiên đây là cái mũ của Royal M138B nè. Cái nón này vào đây. Rồi mình đựng đồ bên trong như thế này nè. Quấn hai đầu lại để cho nước mưa nó không vào nha. Phía sau đệm lưng á, thì cái đệm phía sau nó làm rất là dày. Mình đeo lâu ngày nó cũng không có bị mỏi luôn. Hai phần đai nó cũng dày hơn so với những cái loại mà bình thường. Đó, khi mà lấy xe thì các bạn nó sẽ như thế này. Như trên phía trước các bạn bấm vào rồi các bạn kéo qua. Chất liệu vải của cái loại túi là vải 500D thì khả năng kháng nước của nó là lên tới 5 lần so với những cái loại túi bình thường. Thì nếu mà so sánh giữa cái túi này và túi tai chi á, thì mình thấy cái túi MDL0714 này á, nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Cái lưới ràng ở đây á, là lưới ràng dạng phản quang luôn, nên đi đêm là bạn không cần phải chuẩn bị thêm dây phản quang làm gì nữa, tại vì phía sau á là cái dây này là đã phản quang rồi. Thì hiện tại giờ cái sản phẩm này là đang có tại các chi nhánh của Biker Sài Gòn. Okay, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.